con chạy thằng rồi hả? Đâu? Dạ. Sao mà bươi bươi tay lắm hả? Cái gánh chào bá luôn nè, mấy này nè. Đâu? Chú Bảy ơi. Chú Bảy bỏ. Thấy cái hàng giấy bằng tiếng. Thằng chú Bảy cũng có cái hàng mà đó. Đúng không? Trời ơi. Mình mới ra tới đây mình chưa có giới thiệu địa điểm ở đâu nè chú Mười. Đằng đây chú Mười làm con hậu dạ. Dạnh anh em ơi. Móc móc vô mấy hàng, cái tao thấy dấu bằng tiếng, tao nghi rồi. Đâu? Đâu rồi? Mấy này nè. Có thấy đâu? Rồi, chào anh em luôn nha, chào anh em chú Mười. Chào anh em luôn. Thì ba chú cháu có mặt tại khu vực của huyện Cần Đức, thuộc tỉnh Long An nha anh em. Thì mới ra tới chỗ mà chưa có giới thiệu anh em ở địa điểm nào đâu, chú Mười bươi bươi là thấy con hậu dạnh chào bá rồi. Hậu dạnh chào bá luôn. Rồi, còn có hậu đây đâu? Rút qua tới đây nè. Trời ơi, cái tép để mình kia tuốt lại. Mới bấm máy tính quay chú Bảy. Chào anh em chú Bảy ơi. Rồi chào anh em luôn. Chưa kịp gì đó thì chú Mười la lên rồi. Thấy không? Nhanh bự chứ không? Hả? Bự không? Cái máy mẹ luôn. Thấy không? Thời quá anh em ơi. Để một đống thức gì ở dưới đó, chuột không, lông chuột không. Rồi đào, đào tới đi chú Mười. Tôi dựng cẩu lên 2 mét tiền nè. Đó. Dạ đúng rồi. Trời ơi, hôm nay tôi đèn ông quay không chỗ. Đây nè, mới vô rồi cô hậu dạnh luôn nè. Trời ơi, đây nè. Tôi đi làm chỗ, tôi thấy chạy vô đây nè. Trời ơi. Mới đào vô mấy dao gặp thấy nó rồi. Trời ơi, hôm qua tôi lên tôi coi anh đâu chút cái nước mặn mà không biết hồi nào rồi. Dạ lâu rồi. Đây đây kêu cũng cả nửa tháng rồi. Đây nè, tôi đi làm ruộng, ruộng này tôi làm qua giờ nó chạy vô đây nè. Dạ đúng rồi nè, mới đào có mấy dao thấy rồi nè. Ờ. Thì nữa. Tại sao tôi nghe cái sủa tôi lại tôi nằm nãy giờ. May mắn đang mới đi ra tới đây để xem kia cờ mới đi ra tới đây à chưa chạy xuống tới đây được nè. Dạ, không, không. Dạ, không, để trên bờ keo còn mấy chạy vòng bên kia thì chạy qua đây đầu cầu này nó không biết sao qua nè. Hả? Chạy qua đây nếu máy tôi có cầu đi qua bển. Dạ trời ơi, ngày nào tôi không coi đây nó rút rồi, tôi lên ngắt cả đống bên đây nè. Dạ, chú tên gì? Kẹp năm kẹp. Dạ chiều nay cho chú lên thành luôn. Có đáng rồi. Thấy chó sủa tôi thấy giống ông bảy. Dạ. Ta. Gặp thấy rồi phải không? Dạ thấy rồi, hồi nãy rồi. Trời ơi, tôi đi đây là nó chạy vô đây nè. Hồi nãy dừng tân quay chứ không dừng tân quay nãy chụp dính khúc này nè. Còn kìm mà tôi xạ lúa ớt năm trước nữa là nó đất xạ mà mấy chục á. Dạ. Nó lội luôn, thấy cái giống tổ mẹ luôn. Dạ. Hổm ở xè tôi á có tôi ấy mà nó lộ vô đó mà có cái lộ đây nó rồi nè. Tôi lấy con bích từ chú Bảy. Ừ, con dạ này. Hú con dạ này bự vậy. Đục mắt. Ừ tôi thấy. Ừ. Này này nhà anh em trầu vô con dạ. Hú con dạ này còn ký rưỡi mà. Ờ con nào không phải đâu, còn con đen nữa. Con đen hả? Ừ. Cái này buông đầu ra chứ mà. Hú. Ê con dạ này cả ký rưỡi nha anh em. Rưỡi vẻ. Thôi đục mắt. Đục mắt. Quá ừ. May mắn rồi. Hết trời ơi luôn. Chưa gì đâu là có lượm hàng đầu tiên rồi. Mới đào vô mấy dao là thấy nó rồi đó. Coi để gần nhà năm kẹp nè. Dạ, nhà năm kẹp hả? Dạ, tôi năm. Hãy xa xa lấy cái thùng rồi coi. Dường nắng rồi chú Bảy. Tù lù luôn nội ơi. Đục mắt rồi. Trời ơi đây trắng dữ lắm ông biết. Dạ. Kỳ tôi đi uống cà phê về biết không? Cái gái tôi thấy vô xe tôi á, mà bằng ngày cả 9-10 giờ cái tôi vừa năm nó nói chuyện cái hôm ba phải có ba nhà nãy bà đập trắng cái vừa nó chạy qua đây chọn gái tôi lì thiệt nó cầm cái cây nó chạy theo nó đập. Ủa má tôi cũng đập thiệt chết tôi bỏ bao tôi chạy đi bán ngựa lên trển chết queo nó trả tôi có 100 ngàn mà tổ mẹ luôn á. Hỏi thiệt lắm. Ôi hồi tôi mới về quá đây. May mắn luôn nè anh em. À, hết nói gắn con dạnh này mấy năm về trước bắt cái gò này à. Con hổ sáp 1.9 ủa cái đầu của nè đó, chú Bảy cầm 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 im cầm im chú Bảy này nó trong mắt nó muốn lột rồi nè nó trong mắt rồi nè anh em cái đầu con mắt con mắt muốn lột nè trong dạ mắt bá lửa luôn.
con này hai con mắt nó lọt nè, nhìn cho bạn. Con này ký 3. Hơn à? Không, ký 3. Tôi có mấy chú ấy, chú ấy là đón quà gì, con này ký 4, ký rưỡi. Dạ, con có đem theo cân chú, cân cho chết cha để cân nhà rồi. Đó, tôi đi đây, thấy cái chỗ đây nè, mà tôi điện mấy chú, tôi không có số điện thoại sao. Trời. Nhưng chú bắt với thằng mô tả có số điện thoại à? Có nhiều anh em cũng không có biết số điện thoại sẵn này. Bữa mùa này nè, tôi mới làm đây, bà đó bà đi làm, tôi bảo con rắn tổ mẹ bà đi bơ gạch bà sợ nằm ở trên cái bờ chắc ở trong đó nó ra đó. Dạ. Tổ mẹ luôn, bà phải trong dạ. Quảng hồn bà nhãn ruộng bà đi. Mà là trưa 11 giờ về. Nó nằm không biết nó bà hồ nằm ở góc bờ ngay đó đó. Rồi bà bảo quảng hồn bà nhảy ruộng đi. Còn đây tài là, còn con nữa cay. Còn con đen nữa, con đen, tôi thấy con đen nữa. Đây xong rồi hả chú ơi? Trời ơi, chưa gì đó may mắn, hang đầu tiên là có rắn nha anh em. Đằng kia hang có dấu nè. Anh đang nghe cái gù đó đó anh em, nghe cây xanh xanh đó, hang có dấu nữa. Ngay chỗ gù này nè, nó yếu đóng cái kênh ngay chỗ giữa ruộng. Ngồi lại đằng kia nha anh em. Chỉ có một chỉ đùm. Dạ. Cái cục kêu bả cầm cây ra, cây cục đập nó trù, nó giải xuất chỉ. Cái hang đằng đây có dấu nữa nè anh em. Ở đây, à, đây có cái da không ngựa. Anh đang lấy cái bọc bắt. Dạ. Cái thằng nó đi đặt lương thôi, nó thấy nó là làng luôn không? Trời ơi chú ơi, quá trời con bự, không phải á. Nhiều khi cái hang này giấu con rắn này nó quần không chừng. Hả? Hang này chừng giấu con rắn chứ bại chứ bự bắt. Đúng là bữa tôi có lại tôi chặt cây mì tôi thấy cái dấu này cái hàng rắn. Không, may mắn nè. Đào hoài tôi thấy tôi coi tôi biết. Dạ, con đứng ngay chỗ đó đó, con tính bấm máy rồi nè, con giới thiệu ngay địa điểm. Dạ. Chưa vậy đó mà chú Mười ổng lạ đặng rắn rồi. Ngủ má con nó. À. Đúng rồi, cái từ có luôn hả chú? Có à. Ừ, từ luôn. Ngủ má mặt lù luôn. À dè luôn. Hết nói luôn, dè luôn, ngủ má hơn năm mới vừa qua. Mới vừa qua tới là có rắn rồi. Tôi mới nói hôm nè, nó không biết sao gặp mấy ổng, tôi đưa kêu ổng qua đây ta. Nó chui vô cái ruộng nó còn lú cái đùa, tôi lấy cái phản tôi chặt cái bóp. Má nó đứt mà nó chặt, nó lộ nó quạt, cái nào tôi sợ quá. Cái đùi hả, mấy bà tể dặm, tôi đo là 3 gan, tôi là 6 tấc á, khỏi kia tôi nó thấy khỏi lún chút xíu à, mà sao nó chạy hoài nó quạt bị có nước nó lộ được. Dạ. Có cái ngay chỗ môi á. Này. Cái gù này là lúc đó chú Bảy bắt con hổ sáp gần 2 kg nè. Đúng không chú Bảy? Nay sao đi qua đây chứ lâu lắm mấy dạ. Chú mới qua hồi đó tôi nhớ có làm nữa. Tại hôm bữa tụi con có đi bên chợ tạm á. Là về là tính ghé đây mà chiều rồi. Chợ tạm lên đây. Dạ chiều rồi thôi về luôn. Bữa nay mới ra. Hôm tôi làm tôi thấy mấy cái lỗ vôi vào ấy ngon rồi tôi lắp lại mẹ cháu. Tôi mới làm dọn sạch mì rồi quá trời cà cái. Vậy là ruộng này của chú hả? Ờ, tôi làm giải nguyên giải. Dạ. Cái gò đó hàng mít. Ờ, chất này rất là dễ luôn. Nha, cũ ngọt hôm nay. Cái gò này ít ai tới đây nó qua bỏ. Giờ tôi dọn hổm này tôi chặt hổm mì dữ lắm. Nên mấy chú ở bên Gò Công không? Dạ. Dạ hổ hành hay gì á. Tưởng nó không ở đây. Ở đây là lúc trước chú Bảy đi nát hết. Hồi dạ. Đó đi thường dữ lắm. Mấy năm nay cách qua ra đây. Cái ấy lồng á. Dạ. Cái vô bộ tấm mình mạnh á. Vô bằng ngày đang luôn. Bằng ngày chiều. Dạ, à, chiều tối. Giờ đồ trời nó băng vô ngọng á. Trong bự dữ. Tôi thấy rõ ràng luôn mà. Dạ. Ghê lắm. Mình sau này tụi nó đi triệt. Chứ tụi này kia nó bắt dữ lắm. Nó gặp dạ. Nó chích. Nó chích. Dùng rắn thấy sợ luôn. Bên đây có cầu qua bển mà bển ngon ghê. Bên đây hả? Thì đó ông đó phá cái gò hả bắt mấy con. Dạ. Hậu đất.
con rắn tôi chặt cái đuôi đó mà không biết nó còn sống hay nó chết hay về hang nó chết tôi không biết. Chặt cái đuôi tôi để đất tôi đo 3 gang mà. Dạ. Bị cái phản tôi chặt ngọt lắm, chặt cái thối rồi. Nhưng mà hay chú vậy. Ăn bằng ngày mà tôi đi làm ruộng để quay ra vô hoài đây này. Dạ không có, nhiều khi con hổ dọn nó cũng ghen xì lì vậy đó. Chết nắng rồi chết tàu chết mèo. Buồn buồn bèn con nữa kìa. Anh em hiểu cần của em cần cần thứ giờ này nhiều ký. Nhà anh em mập ghê luôn ta. Lúc này chú ơi. Ta nói tôi xạ mà đất rồi, đất sẽ xạ tới lỗ có dấu rồi nè, tổ mẹ luôn á. Dạ. Còn được ghê luôn. Bên nhảy bô trời ơi, quá trời chơi Dương Hai ơi. Ở nhà trên đó đó. Trong đó có nguyên cái nhà hay quá trời. Ngoài góc chuối chú rồi đó, đào góc chuối đó. Ông mới trồng đó. Rồi hồi đó tôi má cái bờ ngoài kêu cô bé nó lấn ra. Má nó móc rắn bình đều nó lấy nó rào nó đè nó bắt bực thiệt bởi đó 4 5 con luôn. Dạ. Còn chuột không nó chạy tán lại xà bì, tại gần sông lục bình nó lên. Dạ. Mấy bản chút mời đó đó. Vậy như Trung Quốc vậy ta. Cùng luôn hả? Ừ. Giống đẹp thôi chứ mọi. Giống ngon lắm. Chú nói cái gù này có rắn nè. Ừ. Không nói cái gù này nè. Một da đó. Đâu? Như chú đó. Hả? Đâu da con gì? Bọn. Dạ nữa hả? Dạ. Mọi không? À đây nha anh em, ôi ở đây hả, ở đây rắn khủng khủng không rồi nha, cái mày con dọn nữa coi. Rồi rồi dấu nè. Nè anh em thấy rõ không? Nó bóng nè. Mày con dạn nó coi. Đang cổng cái này nha anh em. Cái người đang có đó có ai nghe nè. Và anh chú cháu mình sinh tồn ngáo bữa luôn, về ngáo luôn. Bữa nay đi ra ngoài khu vực Cần Đức Long An này. Nắng gì không tưởng tượng. Trời ơi. Đây ra đây ông không à.
khối lại sợ bay à. Thằng này hết cục rồi luôn á. Mày giống ngon không? Bằng tiếng luôn. Trời ơi, vậy mà ông còn bay gì vậy ta? Không có chết rồi, không bay. Một cách đi hả? Ây da, anh đi qua chú Bảy rồi. Chú Bảy ngách đi ngang hang chú Bảy luôn hả chú Bảy? Ui ui, hết thận một mình luôn nè. Dùng này đại lý đắm thì cô bé móc cái phá gò này bớt chứ đâu phải về đâu ha, là hà nó móc lên hai con luôn con này hả? À, móc vòng vòng ở ngoài không tán bớt tại dạ. Ủa có da hả? Dạ dạ, dạ không may tôi làm giờ khỏi vòng đây, tôi lên đây tôi ngồi đây tôi hút thuốc về đây nè. Bên đây lại có cái thằng nhóc mà nó nhét lại hết rồi. Trời có kỳ sáng ngày tôi đi ra thì hai con nó quấn xà nẹo đây nè. Gì vậy? Ô má tôi vô tôi đập mà rút cuộn nó tẻ hai ngày nè, tôi giết con này dưới này rút cuộn chụp lên luôn. Trời không chụp được nào hai luôn. Hai con luôn á. Hai con đang bắt cặp luôn. Ờ nó bắt cặp nó nằm ngay đây vô đám này nè bên đây nè. Dạ. Ờ bữa tôi mong đây thì thấy có cái ở đây nè. Nhầm nhầm chú không? Ông ông tộc. Mong xin. Ê. Ừ. Trời ơi, nhát cái mùn minh kìa. Ê, mày mày hả bụi? Đâu, đây là con chung à? Đây, để cho nó phụng qua đó đó. Trời ơi, giấu nè. Nè, tôi coi dấu con rắn nè. Dấu nè anh em. Ờ, thấy bóng luôn phải không? Đúng rồi. Nè, chú thấy dấu bóng. Thấy rồi nè, lớp bóng luôn lưỡng nè. Hàng này dấu ngon lắm chú Bảy ơi. Ôi. Tin luôn. Trời ơi, tôi đi tôi gặp quái hả? Tùm lum đi ruộng, tôi đi thường lắm, sáng trời đi ra làm ruộng, làm cỏ, đốt, gom nước này kia tôi. Dấu rắn này bự lắm chú mời. Ít bữa nữa tới cả xịt trái nè. Ổm hồi năm đầu nó vô nó nằm trong phanh trong cái đống chuồng gà bọt bên rễ bụi trống nó thấy là lần. Hàng cô lý này dữ lắm nha. À đã giấu bên đây nè nè. Thu hoàng được có thu hoàng. Sang dưới. Ờ đó. Con sáp hả? Sáp sáp. Sáp gì vậy? Trời sáp con chỉnh nè. Trời ơi, con mới tắt máy tính lại kia con chừng ông nha. Vậy mà tôi làm trời nắng vô tôi núp tôi ngồi tôi thôi ơi cái lỗi này chà ba ông sáp luôn ban ngày nó nằm hang không à. Không ở tôi ngồi đây nè. Trời ơi rồi chú hết rồi ngày mai chú chụp hình đi cô rắn này nè. Ôi cũng còn hai chú mời đây cái cần đi. Ôi ôi con sáp khổng lồ nha anh em. Coi chừng cái tay kìa nọc cờ. Trời ơi. Tay nọc cờ. Con này đâu thua con tự rút vô hả? Con này bự hơn con kia nhiều. Con này bự hơn con hậu vợ anh nãy nhiều. Trời ơi. Đây nè, lấy cái bọc này cột cầm con hậu vợ anh cột con hậu sáp để dưới cho mày. Trời ơi, cái con rắn nè anh em. Thấy nhiều lắm mà thấy dấu quần bấy nhây hết. Ui. Để nãy tôi chỉ mấy chú tôi nó ra đây đi. Ai, đã quá anh em ơi nè. Ui nó bự nè, nó mập nè. Nắng quá không thấy nè. Tôi vô má má chụp cái coi. Nhưng má má cho chú chụp hình ca. Bỏ nó dưới hả trên? Bỏ nó trên á. Bỏ cọc nó xác cho nó đi. Bỏ nó dưới.
cậu nói xác đó đi, cái kia ở trên không được hả? Ừ, cậu xác vậy đi. Còn sáp luôn, nằm hết nói luôn, đã quá đã anh. Trời ơi, gì vậy? Cắm lại con dây trên nè. Mày ngộ lắm nha. Mày ngộ lắm nha, rắn nó phải. Trời ơi. Nó vô phải ấy đặt ở trong đó, nó vô nó nằm ngay cho tiết có một con dạ. Chà bá nó phanh nó đó. Dạ. Mày ngồi được con sáp nữa anh em ơi, bữa nay ra đây trúng bánh dữ nha. Rồi. Hôm nay tôi nói thôi để tôi điện mấy chú ra đây nè. Rồi, vô luôn. Ô má. Tội cái đít. Yeah. Nặng rồi đó, 3 kg mấy rồi đó. Con này tệ nào tệ, khỏe 1,7 kg. Khỏe gà thôi. Khỏe gà là 50. Ở ở bà bển nó cái thằng nó đặt lương nó không gặp con chà bá nào mà cái bên gà rồi. Cái bà đó mà không. Ồ má. Nằm cũng đây. Có còn ăn nào nữa không? Cái hàng này hàng bãi riêng. Cái hàng này riêng đó nè. Hàng riêng á, hàng này vô tới đây mất dấu. Cái hàng này đâu có liên quan gì tới cái hàng đó đâu. Không liên quan. Đào hết cái hàng này luôn anh em. Cái hàng này giấu còn mới ghê luôn. Dạ. Ù má hết nó. Còn một ngách của chú Bảy nữa nè. Đào và đào cho banh hết luôn nha anh em. Không có bỏ sót ngách nào, lâu lâu mới lan lần nha. Không được. Sốt nè. Nó còn dọn ký khỏe luôn. Không, hơn à, con dọn này chú giải nè. Thấy phải phải rồi đó. Trời ơi. Thì chắc 3 kg rồi đó. 3 kg ngoài đó. Ừ, nó thân nè, nó coi rồi. Dứt cái hàng này phải kiếm con nữa. Đợt đó, đợt đó ảnh rất là ngắn gì chú biết không? Nó hỏi đây gần quán đâu, nó chạy đi kiếm mua quán cốm kẹo gì. Đợt đó ảnh bắt con rắn ở đây rắn gì chú biết không? Cặp đây nè. Hổng đất, đen như vậy đó. À. Bên kia cũng vậy, một con đen, hai con vàng. Con nước cây nữa, dĩ cái hàng này như thế nè. Nên chú ấy còn cái hàng. Cô bé. Á cái hàng này nãy giấu cực kỳ, đâu có lý đâu, cái sáp nó quần hết vậy. Nhiều khi con cũng quần không chừng. Mà anh giờ còn hang bỏ thì bỏ, không bỏ không được. Vậy vậy cho hết. Sao bỏ? Vậy cho hết luôn chứ bỏ đâu được anh em. Nó khựng lại. Tôi lấy cái chĩa tôi canh ngay đầu nó xuống khúc và tôi chĩa nó sực cái nó đứng cái đuôi nó quạt quạt rồi nè. Cũng má tôi đứng tôi kêu bà hồi đó bà ơi bà đem cây ra tôi đập rắn. Hồi đó chưa có điện nhà tôi về đây tôi nghe đây nè. Bà ra tôi nói bà lấy cái cây mà chỗ cửa khúc rồi nè. Má tôi cân tay cầm nè. Mà bả ra gần tới bả nghe nó khè bả té lăn tù đều má nó đất nó khè nè nó khè dữ lắm bả nghe bả nhát lắm. Trời ơi bả đi mà bả té lăn tù đều tốt xong bả lẽ đi lỡ đây tôi đập má tôi vươn lên tôi quất một cái bách tụi nó giải sức xúc chĩa luôn tại tôi chĩa nó chắc nó cũng sớt ngoài đây à mà nó dính nó chịu dính ngoài da. Trời ơi tôi cái bả hôn ông ơi đập thiệt chết đi dần cái đầu nát tôi mà giờ đó mà bà kêu tôi phải đem vô xóm nhà đó mà tôi cầm cái chĩa tôi chĩa lên nằm nó bừng chà bá luôn mừng tôi tối đi ăn về 9 giờ bữa chị đó đi với ông anh thứ sáu ra đây bắt được 2 con với con trộn lâu chừng hơn nửa ký à với con trộn nghe góc đồ đủ của chú ổng che mát đó đào banh góc đồ ổng là da nó bự lắm chú da nó ký mấy luôn da này không lấy con bắt này với bà phải dạ. Bắt con nãy không con không biết nữa tại vì cái con nãy cái da này nhỏ hơn da này nhỏ hơn cái con nãy mình bắt cái bản chà bá này dạ, nhỏ hơn nhiều 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 đó
qua chưa? Thủng qua luôn rồi. Thủng qua chưa? Tầm. Ê, ê, ê. Cái gì vậy? Hả? Ê, cô không giảm luôn. À, nó mới lú đầu bên đây nữa nè. Cô không giảm luôn hả? Không giảm luôn. Chú bảy lấy cây lan, lấy cây chú mày. Nó thụt vô rồi. Đồ người may mắn gì? Nè. Thụt luôn à? Thấy không? Tầm nguy lắm đâu. Mà. Trời, tao nói rồi ở vùng này. Đậu bên đây nè, đậu bên đây nè. Tôi. Thôi con ve tên đầu chà bá luôn. Tôi đi ruộng mà nó quấn xà nẹo đây mượn. Nghi lắm mà. Hang này giấu bỏ không nổi rồi. Thôi chú ơi. Thôi bự ra nghe. Đâu? Trong đây nè. Chúng nó bứng cái sủi đủ rồi. À, không. Dám cỡ con nãy luôn chú, lắm chú bảy lấy chòm lấy con cái đèn nghe chú bảy. Con này nhỏ quá. Nè chú bảy ơi, chỗ qua nè. Ngay chính giữa đầu con ve luôn. Nè 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 nè. Đó, nhỏ mày nhỏ con kia. Ê, con này kia mấy á? Ôi giời, con này ve bấy mình luôn. Nhỏ hơn con nãy. Nhỏ hơn, chảy không. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn nhiều. Con này. Ê nó coi sao may mắn luôn dữ hết trời. Rồi, đâu đâu. Ve như nè. Mà nó dậy. Ve lên cái đầu luôn nè. Ve dính đầu luôn nè nè. Nè. Đồ à. Yeah. Bọn ta thì ve ở đâu mà buông nó ta? Cứ ngắt luôn không nè. Trời ơi, cái con dài không rắn. Chết luôn. Thôi, tao nghi lắm con, mà. Con này nhỏ hơn con kia, cái chắc cũng 80 rồi. Nhỏ hơn. Con này. Thấy con nói cái đầu nhỏ hơn con kia. Rồi, ôi ve nữa nè. Ve cùng mình cùng mấy luôn. Chụp cái nó coi, con này cá. Bên đây đi ra coi chú may mắn dữ ta. Hai con chợn con sáp rồi. Con này mập chạng con kia luôn á. Trời con này thẻo mấy mình luôn. Thôi con này làm gì bị ai đập mà thẻo ghê trời. Nè. Thẻo này luôn. Hết rồi. Thẻo này như bị chẻ. Chợn này bị chẻ nè. Bị đốt nữa nè. Bị đốt cháy tùm lum luôn nè. Bị đốt cháy đốt luôn. Nè. mấy cái thẻo này là bị đốt cháy lên nè. Thôi bỏ vô đi chú ơi. À, tôi quên kể mấy chú mấy gặt này nè, nó chạy mấy ổng cũng đi xuống mấy ổng cũng bắt luôn nữa. Mấy ổng chụp. Con này cái này chú mời đâu? Chú mời bắt cái con kia ra coi, con này không có nhỏ con kia lúc nào á, nhưng mà con này nó ốm. Cầm cầm con này cũng được chứ. Con này nó ốm không? Con này nhiều. Con này ốm hơn con này nhiều nè. Con này mập hơn. Chú bảy cầm vô. Mấy ông nói sao chứ con này mập hơn chứ, con này ngoài chi còn con này nó mập hơn con này nhiều nè. Con này khoảng 1,5 kg chứ không có tới 2,5 kg á. Hai con ủa sao mà không ở cặp luôn mà chia cùng ở chung với con không sáp. Trời ơi thích nó đủ mà. Con này nó chỗ này nó mát mà nó ở này, nhưng mà nó có hổ sáp bình đây nó không dám mình. Ủa, cái con sao này bắt bị người ta chẻ quá chừng nè, chẻ rồi đốt tùm lum cái lưng. Không có giờ đây nó chẻ lại dấu chẻ, dấu chẻ từ tường nè, đang dấu nè ha. Nhấc đi ra ngoài á, nhấc đi ra ngoài hang đó luôn. Nhấc đi vô. Vô hả? Chú bảy không mới tè tè đi lên nè, không mất tiêu tại. Cái hang này giống mới y như mấy hang nãy vậy đó. À. Làm mấy con hổ sáp đây kìa. Vô. Rồi thủng cái hang tên đó chú ơi. Chập quá luôn à. Nè, đúng nghe nó cơ. Nè. Đúng nghe nghe chứ mà. Biết rồi. Cây nó đâm đau quá.
chấm này thì không thấy con gì hết trời. Hết cùng đất này rồi. Thì đó anh đây. Để thông mấy ngày này rồi. Thôi còn một cách đi qua này cơ. Kỳ á, còn hang nào nữa đâu? Hang này hả? Nè chú ơi. Dạ. Còn hang này nữa là xong á hả? Đó nè. Cái hang này nó cũng rắn hơi bó tay á. Rồi trời, coi còn ngách cuối cùng á. Coi tỏ anh thên không? Sáng giờ đụng hang này là lâu sâu nhất nha anh em. Hang đào hay hang kia dễ dàng quá. Tới hang này chú mùi nó giấu quá giấu luôn. Bỏ không đành. Bỏ không được. Nó còn mới ghê luôn mà. Cái chuyện qua đó nó cắt lên á. Thấy chưa? Đi theo. Đi không? Đi cắm dưới luôn á. Thì cái cắp lên với đầu cắm mày. Trời. Cắm luôn hả bạn? Có cắt cái chứ đâu có cắm đâu. Cắm luôn. Luôn. Cái gì? Tôi chuyện đi qua tới hang mấy anh kia luôn á. Rồi cái hang ngon thấy ghê, giấu ngon thấy ghê luôn mà. Không có đắng anh em ơi, đào vô tới đó cùng luôn rồi. Hết nối thiệt chứ. Còn mấy gục gò, còn có 2 gục gò nữa anh em. Giờ mấy chú cháu đi hết 2 gục gò nữa là lên đường về luôn. Còn một gò cuối cùng nha anh em. Vụ này có không có là mấy chú cháu bên giọt đó. Giờ này 2 giờ mấy rồi, có 1 mấy 2 giờ rồi. Sang một cột xuống dưới.
Nhớ còn sáng giới hả? Nhớ còn sáng giới. Sáng vô làm hai con gò đã quá. Nãy giờ nóng là hết nhà này. Nhắc cái đèo. Đâu nữa phải không? Nhớ dữ lắm. Dấu nè anh em. Đó trên gù. Ngang nào không có dấu hết đó. Cái gù này đào gù mấy anh đó không có đó anh em. Vô thấy cái gù trọc rồi. Thấy gù trụi trụi này chê chê qua cái gù lùm lùm đào. Đào trớt quớt luôn. Đâu. Làm không? Quá nó cực kỳ luôn rồi. Đọc thế chứ. Điện nó đi xuống dưới đó đó. Đặt cơ dấu đi cờ anh em. Bây giờ nhịp đép ráo luôn. Cực kỳ. Tương lai nữa, tương lai nữa. Rồi, đứng bắt đầu đeo khẩu trang. Quá bụi. Tình hình của qua đang căng thẳng như thế này mà mấy chú cháu mình đi hoạt động ngoài xá vậy đâu có sợ anh em. Nắng còn có con nào vô nổi với mấy chú cháu mình. Ăn nó đi ra ngoài ngay chú mồi á, đúng không ạ? Để con lấy cái máy rồi vô. Rồi được không? Ủa cho cái đèn đâu ta? Đèn chú bảy cầm không? Đâu được. Rồi dọn luôn. Hả? Dọn luôn hả? Ừ. Đâu? Trời ơi nó kìa. Thôi qua đây toàn là dọn không có té. Rồi con dọn bóng lưỡng luôn. Đây nè anh em. Đây nè. Ồ. Hết phương thì chứ. Chụp chụp. Chụp đi chạy nữa. Ê coi. Kính kìa. Ê coi. Nó ló đầu ở đây rồi nè. Cho chạy qua đây luôn. Ló đầu ngược lại á. Rồi ra rồi. Bắt luôn nha. Rồi. Chụp.
Con nào nó chập bá không ta, vàng nín luôn. Bữa nay mấy chú cháu về sắm vàng rồi, vô mánh rồi. Có gì không? Con này đẹp. Tại giờ này hồ đã con nào nấy vàng nè. Mày hả mày? Trốn hả mày? Rồi, vô túi luôn chú bảy ơi. Này vác cái túi về không nổi luôn nè. Túi luôn anh em. Cả túi ra bỏ vô. Mệt quá. Mày hả mày? Nó không nằm bên kia, nó không nằm bên cái ruộng ngay chỗ đó anh em, mà nó nằm ở đây. Ghê chứ. Nằm ở ruộng kia nãy giờ đào muốn xỉu vậy đó. Ba con hổ dện. Con này chắc cả ký chú bảy. Ba con dành một con hổ sáp nha anh em. Trời ơi, bữa nay lâu rồi đây ba chú cháu mình trúng chưa từng thấy trúng luôn. Rồi, bữa nay hàng bự không à. Hết bọc đem con cái bọc giải cũng đâu. Mấy cái bọc kia hả bán đắng này mất bọc, bán đắng mất bọc ra anh em. Trời. Có bọc giải nhà thì em theo luôn, đem theo giờ đựng vậy nè. Mẹ nó xiết như vậy trời. Mai tốn tiền mua bọc nữa. Hồi nó táp cật. Chặt bọc luôn. Chặt bọc luôn. Trời ơi lú đuôi tùm lum. Rồi. Nắp lại chú ba. Nắp lại cái mấy chú cháu mình về anh em ơi, hết chỗ đào rồi. Hết chỗ đào luôn rồi đó. Nào, còn cái cục chút xíu đằng kia mà cục xíu đằng kia sao tại vì cái đó người ta mới đốt rơm không có lại kiếm. Rồi, bữa nay vô. Con kia không 2 cái rưỡi phải ru. 2 cái rưỡi, 2 rưỡi với sáp này nhiều. Sáp này. Sáp này cái 4 cái rưỡi. À. Nhiều là 1 ký là 5 ký rắn. Một đống. Vác về chú ơi. Thôi lắp lại mình chú cháu lên đường về luôn nha anh em. Chào anh em về chú bảy chú ơi. Chào anh em đi rồi kết thúc luôn. Rồi chào anh em luôn. Rồi chào tất cả anh em luôn nha. Chuyến đi Long Cần Đức Long An này trúng nữa nha anh em.